Army Station. Sáng nay Như Lân được chị khuyến thục mời uống cà phê ở quán Army Station. Đây là lần đầu tiên Như Lân đến đây. Thấy không cần có vẻ rất là nên thơ. À dạ dạ dạ. Cô chờ. Chào. Dạ, Như Lân TV. Có Như Lân TV là phải có quay phim. Ủa anh Trần Niệm. Trời ơi, không hẹn mà gặp. Đâu có hẹn đâu. Trân trọng giới thiệu Như Lân TV. À, studio nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng, kiêm blogger. Dạ, yeah, happy birthday chị Khuyên. Dễ thương quá. Rồi. Bên là dễ thương quá. Happy birthday chị Khuyên. Hôm nay chị Khuyên có một cái ước nguyện gì không? Có một cái lời ước nguyện gì không? Ước nguyện gặp em. Dạ. Để em quay với chị. Để làm kỷ niệm. Dạ. Vì em là người thân thương nhất của chị. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, rất ư là ngưỡng mộ English teacher. Dạ, dạ, ok. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Rồi. Cái cảnh chỗ này đẹp đó chị. Cảnh chỗ này đẹp lắm. Ngày hôm nay là sinh nhật chị Khuyên, là mong không hỏi là bao nhiêu tuổi, chỉ biết sinh nhật thôi. Dạ. Ở đây chị Khuyên là coi như là sẵn năm nay là trang phục là coi như là... Quá đẹp. Quá đẹp. Quá dễ thương. Giọng lâu lâu cho mình đẹp mà em thấy bữa nào chị đẹp hết chứ có phải lâu lâu cho đẹp bữa đâu. Happy birthday chị Khuyên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Anh Trần hôm nay sinh nhật chị Khuyên đó, thì chúc chị Khuyên luôn vui tươi, mạnh khỏe và hướng dẫn các đàn em trên con đường tu tập. Rồi, và bravo. Cũng chúc anh thôi, vì gia đình chị là luôn hạnh phúc vui vẻ. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa rất nhiều. Đây là cặp đôi hoàn hảo. Dạ, cặp đôi hoàn hảo. Thì nhà quay phim là Như Lân TV cũng là tuyệt vời đó. Dạ. Cho mình cái bộ phim của chị Khuyên sinh nhật hôm nay. Dạ. Rồi, đó, em cũng có gì tặng. Chị cũng xuống mình làm một quay một video rồi. Rồi. Cùng Như Lân TV. Như Lân TV. Action, action. Bây giờ chụp xong đi chứ đi cà phê cà pháo cho họ cái đó nè. Order cà phê. Cả ngày hôm nay ở đây. Có Nghiệp Anh Giá, Nghiệp Anh Giá Quang Bình đấy. Số 1 đấy. Rồi, quá đẹp. Rồi. Quý đâu hả? Em ơi. Order đi. Qua chị cho thấy cái gì này. Rồi, okay. Tự nữa. Chị sinh nhật kìa. Ai sinh nhật sáng nữa bố. Dễ thương kia. Rồi, chị được phương cho bốn người sinh nhật rồi. Dễ thương kia. Hai, ba. Rồi, phi đang xếp trên này đây. Được chưa? Hai, ba. Ok, 2, 3. Ai order nước thức uống thì nghe. Rồi, xong rồi. Rồi, dễ thương quá. Rồi, dễ thương chưa. Nào, nó đây. Sang, nó đây. Anh Dũng. Anh Dũng nghe. Rồi. Cà phê mà nó giống như
Rồi giật nha. Số mà số lẽ là phải là I love you. Hai ba. Okay. Rồi, ai là Romeo mà ai là Juliet? Em là Juliet. À. Beautiful. Em muốn nói gì không nghe. Đang quay rồi không chị? Dạ, đang quay đó. Hai. Chị thương quá đi. I love you. I want Happy birthday to you. I love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy return of the day. Chúng ta hàng bà cháu có hơi đầm đúng nhau. Đó, đúng không? Ngay nhìn mà nhìn ông này. Nhìn ông này, nhìn ông này, tôi đây. Hai bà cháu là tôi đây nha. Hai bà cháu dễ thương chưa? Rất dễ thương. Anh Trần Niệm, anh nói là dài mà điều nhất hôm nay là ai? Ai đoạt giải điều nhất hôm nay? À, coi như sơ lược mà coi như phỏng vấn ấy, coi như nhiều người đề cử là nhất á là chị Quyên, mà cũng có ý kiến phản đối. Dạ. Là bởi vì hôm nay là sinh nhật tới 4 người là mà 4 người nào điều hết. Dạ. Là hôm nay là ngoài cái chuyện là thi cử ra là còn phải là có ai mà có cái gì đút lót hối lộ nữa thì anh em mới bỏ phiếu. Đúng rồi. Dạ. Giải điều nhất á, không phải dễ. Dạ. Rồi xong rồi cái giải bánh bèo nhất nữa. Thấy không hả? Mà mấy cái giải thì chị Khuyên giật hết á. À, chị Khuyên phải giải nó gì cũng giật hết trơn rồi. Không, nhưng mà phải công nhận là chị Khuyên là người tuy là lớn tuổi nhưng mà ăn mặc rất là modern. Modern đúng. Đó là modern. Không ai từ chối. Modern từ đầu đến cuối nghe. Modern từ đầu đến cuối. Chị Quyên nhưng mà nhì là bây giờ có người cạnh tranh rồi. Bởi vì thấy có Kim Quyên là cũng thua, không thua gì. Đang muốn cạnh tranh với chị Quyên nhá. Cho nên là cho nên là Quy là về là toàn tiền của đẹp nhất. Ai Trần? Hai gia đình cùng nhau trong tương lai. Người đời xem sáng rồi về thăm hồn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Là năm nay đầu tháng 8 1 tháng 2 ngày
đây dự sinh nhật có tất cả anh chị em ha, có bạn chỗ và anh Đoàn Trường Lưu Quang Bình. Xin chào các anh chị. À, về khách mời có thì Như Lưu dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, Như Lăng TV nhưng mà cùng Như Lưu luôn. Như anh chụp đây cái điều là 88 là mùa thu đã về, là những thời mát mẻ, vui vẻ và nhộn nhịp. Anh chị em chúng ta, đoàn chúng ta tập trung về đây để tổ chức mừng sinh nhật cho các thành viên trong đoàn. Trong đó có sinh nhật ngày 3 tháng 8 là của Kim Phi. Có sinh nhật ngày 4 tháng 8 là Bình. À. Bình đứng dậy, Bình đứng dậy. Bình đứng dậy, Quy đứng dậy nè. Bình đứng dậy, đứng lên. Đây là giới thiệu không có việc lớn nhỏ không? Nhưng dạ. Mà là ngày 20 tháng 8 là rồi cho lớn kè với lớn 28 tháng 8. Dạ. Anh công kỳ đi cho. Thêm 10 nữa. Trở về bình đi đó rồi một đẹp quá hai cái nữa nè rồi 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 xin cảm ơn. Happy birthday. Ok anh, mùa anh đến. Anh thay mặt cá nhân anh và tập thể gửi lời chúc mừng đến bốn chị em sinh nhật, bốn chị em sinh nhật và gia đình sẽ có những ngày sinh nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm. Quý vị và Sang, và hôm nay có Thu Lăng nữa. Dạ, Như Lăng, Như Lăng, dạ. Như Lăng. Bây giờ chỉ là hôm nay là có Thu Lăng là một con thâu nè, là con thâu thắng là con thâu là Lăng luôn. Dạ. Ấy mùa lắng xin lắm. Như Lăng thì nghe nói là có hủy một cái sự kiện là đi Huế. Đi Huế và để tham dự cái buổi sinh nhật chung với anh em ở đây có là một điều mà chúng ta vẫn đợi. Ủa, Đinh Dũng như rồi. Để có tiếp tục tham gia với đoàn chúng ta nếu có thời gian. Bây giờ là để dạ. Bây giờ là ủa, thất lạc một đồng chí Dũng đâu mà. Đồng chí Dũng chứ chạy dạ, không cái này thôi thôi đi. Dạ, cái ní là cùng kỳ duyên anh Bình. À, thật ra là em nhận tour lâu lắm rồi. Cái rồi cách đây mấy hôm ba em không có được khỏe, em không dám đi xa cho nên em hủy. Thì em hủy tour xong cái ba em khỏe ra. Rồi kiểu đi là ba em không muốn cho em đi làm, muốn cho em đi chơi. Cho nên là sáng nay là em đi chơi luôn. Khỏe ra, ngày đi khỏe ra. Là để là dù sao là kính lão nó thọ nha. Dạ. Anh mời Quyên về ta bánh sinh nhật trước. Rồi, anh mời. Mời chị Quyên hả? Mời chị Quyên. 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 Mời chị Quyên
rất là dễ thương. Happy birthday chị Khuyên. Rồi, xin mời. Xin mời xin mời rồi, happy birthday chị. Happy birthday Sang. Nhân quý cao sang đó. Dạ. Rồi. Happy birthday Quy. Rồi, chị Quy. Happy birthday chị Quy. Happy birthday chị Quy. Nhìn có em. Dạ, yeah, ok, dễ thương lắm. Rồi. Rồi. Happy birthday chị Ben. Dạ, happy birthday chị Thanh Bình. Beautiful Thanh Bình. Có, happy birthday chị Sang. Có bà Ma. Rồi. Rồi. Ok. Happy birthday chị Kim Quy. Happy birthday. Rồi, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Rồi, ok, ok. À, cho cô chứ. Rồi, beautiful roses. Rồi, happy birthday chị Khuyên. Hoa đẹp quá, hoa xinh quá. Nhiều nghe. Dễ thương quá trời quá. Xin lỗi. Sorry, ok. Giúp hai ba bô nghe. Dễ thương quá. Đây nè. Ăn mặc nó khỏe. Được rồi. Rồi. Nè, một, ơi, nhìn đây, nhìn đây. Một, hai. Từ từ nha. Từ từ chút nha. Bên la cầm hoa đi tặng bà. Cháu đẹp này. Dễ thương lắm. Rồi, quá đẹp. Nói đây. Rồi, đẹp rồi, ánh sáng giờ đẹp lắm. Rồi. Ánh sáng giờ đẹp không? Ánh sáng đẹp. Hồi nãy lỗi cổ. Hai rồi ai tặng hoa nữa đi, tặng hoa nữa đi. Rồi chị Khuyên, chị Khuyên. Ê, bình tặng hoa kìa. Rồi, chút rồi đi hoa, hoa tránh hoa ơi, hoa tránh cho sau đi, hoa tránh đi sau đi. Hoa còn dính hoa ơi. Có nghe, từ từ nghe. Được chưa, được chưa? Bà này, bình, góc này đẹp nè, góc này đẹp Bình ơi, Thanh này, góc này nè. Góc chưa? Rồi, chạy góc này nè. Rồi. Em, rồi. Rồi. Để cho mình tặng hoa mà trả mới chứ này. Đây, chị bỏ hoa cho anh. Chị Lan chụp. Dạ. Nào. Chị Khuyên. Đây, sinh nhật của Bình. Đây sinh nhật của Bình. Đúng rồi luôn, chụp lại. Rất dễ thương. Chụp ngang nhiều, đem ngang nhiều. Dạ, rất dễ thương. Ngang nhiều người thôi. Đây chị. Dị ba rồi, đi vô cái đàn đó. Đi vô đi. Rồi. Chữ nữa, nửa người nữa. Rồi. Chữ của mặt. Hai, ba, nhìn đây, giơ là hành. Rồi, nhìn hai chị em nhìn nhau đi. Thì thấy nhìn nhau. Rồi, hai chị em nhìn rồi, dễ thương quá. Cười tươi lên Thanh ơi. Ok, nghe không nghe. Mở to mắt lên. Mở to mắt lên. Ok đó. Rồi, được chưa? Rồi mượn cái bao hoa anh chụp riêng cho người. Ok. Nào cho nào. Thương quá. Ok, rồi. Rồi. Ok. Đây. Nhìn đây, nhìn anh đây. Ok. Rất là dễ thương luôn.
hai ba, rồi, hai ba, rồi. Đó nè, một, hai, à, cuộc vui nào rồi cũng tàn, xin tạm biệt cả anh chị em và chúc cả nhà luôn thân tâm an lạc, vàng sự cát tường. Rồi, rồi tạm biệt, tạm biệt. À, Như Lan cảm ơn cả nhà đã cùng chung vui với anh chị em. À, hôm nay là ngày cả anh trong gia đình Phật tử tổ chức sinh nhật cho những người sinh trong tháng 8. Và Như Lan được mời đến quay cũng được sinh nhật cá, vì Lan cũng được sinh trong tháng 8. Rồi. À, rồi bye bye chị. Rồi dạ, chào cả nhà. Rồi, tạm biệt Sang, chị Sang. Rồi, bye bye Annie Station. A very beautiful cafe.